thu gì mà đen thù lùi vậy? Từ từ để mở ra bên trong cho coi nè, bất ngờ chưa bà già. Đây là bánh Oreo vị dâu tạo hình giống bánh trung thu, làm chỉ có 10 phút thôi nha. Cùng Quỳnh Lam và nghe câu chuyện kinh dị của ngày hôm nay mang tên Đường Vắng. Câu chuyện được gửi bởi bạn Nhật Phi. Chú của Phi tên là Tâm, thường đi làm về rất là trễ. Chú làm bảo vệ ở một siêu thị cách nhà chỉ có một cái ngã ba đường, cho nên chú thường đi bộ. Chú làm ca chiều cho nên khi mà đóng cửa siêu thị dọn dẹp này kia xong nó là bắt đầu về nhà là lúc 11 giờ. Hôm đó chú Tâm cũng đi bộ về nhà như thường ngày. Đoạn đường này hôm đó khá là kỳ lạ, nó vắng tanh không có thấy người nào giống như thường ngày. Chú đã đi đến cái ngã ba, chỉ còn đi thẳng qua bên kia thôi là sẽ về đến nhà. Nhưng mà chú đi một hồi lại thấy cái ngã ba đó nữa. Ủa, nãy mình mới đi tới cái ngã ba rồi mà, đáng lẽ là phải tới nhà rồi chứ. Vậy là chú tiếp tục đi, một vòng, hai vòng, 10 vòng vẫn quay về cái ngã ba đó. Chú Tâm chạy mãi mà không thấy nhà mình đâu hết, bắt đầu chú lo lắng. Bà Ngộ cũng không có thấy ai để mà mình hỏi thăm. Chú mệt quá ngồi phịch xuống đất ôm đầu lo lắng. Có ai đó chạm vào chú và hỏi: "Anh ơi, anh có sao không?" Chú ngước mặt lên thì thấy người thanh niên, chú quá mừng. Chú mới vừa kể vừa lau nước mắt: "Nãy giờ tôi chạy quá trời rồi mà không có thấy nhà đâu hết mà cứ chạy lại cái ngã ba này." Người thanh niên kia mới nói: "Nãy giờ anh mua đồ ở tiệm tạp hóa này nè mà anh thấy chú cứ đứng chạy vòng tròn tại chỗ. Thấy chú đứng giữa đường làm hành động lạ nên ảnh đứng lại coi. Tự nhiên thấy chú ngồi xuống khóc nên ảnh mới lại hỏi, tưởng rằng chú đang xỉn." Chú Tâm nhìn kỹ lại thì thấy tiệm tạp hóa ở ngã ba đường vẫn còn bán. Vậy mà nãy giờ chú không thấy. Trong mắt chú thì nãy giờ chú chạy rất là lâu và rất là mệt rồi, còn trong mắt người thanh niên kia thì nãy giờ chú chạy vòng vòng tại chỗ. Không lẽ chú bị ma che mắt? Chú Tâm cảm ơn rối rít người thanh niên đã lại hỏi thăm chú. Nếu không có ai kêu thì không biết khi nào chú Tâm mới được về nhà.